Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường Trung học cơ sở Chợ Chu, ngày 5 tháng 10, trường đã tổ chức hội thi dân vũ thể thao. Hội thi có sự tham gia của 14 đội với gần 400 em học sinh đến từ 14 lớp của trường Trung học cơ sở Chợ Chu. Tham gia hội thi dân vũ thể thao, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo trong luyện tập và sự đầu tư trong trang phục biểu diễn. Chính vì vậy, các tiết mục dân vũ diễn ra tại hội thi vô cùng đặc sắc, đa dạng màu sắc, bám sát với chủ đề về ca ngợi quê hương đất nước, thầy cô bạn bè và mái trường. Hội thi dân vũ thể thao của trường Trung học cơ sở Chợ Chu đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động, lôi cuốn cùng những động tác khỏe khoắn, trẻ trung, giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, năng động, tự tin và mạnh mẽ hơn. Qua hội thi đã đem đến những trải nghiệm thú vị, sự tự tin, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Đồng thời, đây cũng là dịp cho các em được rèn luyện thể chất, phát huy sở trường, năng khiếu trong phong trào văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi và góp phần giúp các em học sinh phát triển toàn diện hơn và học tập tốt hơn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 6 giải khuyến khích và trao 2 giải thành phần cho các đội tham gia dự thi.